Chào các bạn. Trong khóa trong cái video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn các cái thuật ngữ mà chúng ta hay dùng trong cái quá trình các bạn làm việc nhóm với Revit hay còn gọi là word selling thì bên hình bên này các bạn thấy đây là cái sơ đồ à, cái sơ đồ mà làm việc nhóm à, trong Revit thì các bạn thấy nó có tồn tại một cái file trung tâm gọi là file center các bạn thấy nó tất cả nó uh, file chính là cái file này và các bạn thấy là file chính này như các bạn biết là mình đã nói là cái file chính này nó được lưu trữ trên server nó được lưu trữ trên server tức là cái server mạng LAN của các bạn ấy nếu các bạn sử dụng cái Revit server mà thằng Autodesk nó cung cấp trên cloud ấy, thì nó cũng lưu trữ trên đấy còn nếu các bạn sử dụng bằng lan thì nó lưu trữ trên server và tất cả các cái máy này nó đều truy cập truy cập vào cái file này trên server với cùng một cái đường dẫn giống nhau tức trên server thì ví dụ có đường dẫn nó lưu trữ cái file center này ví dụ nó ở một cái ổ e hoặc là ổ z chẳng hạn thì tất cả các cái máy này truy cập đến cái file này cũng theo cái ổ z đấy nếu mà nó khác nhau về cái đường dẫn thì cái quá trình làm việc nhóm nó sẽ không không thành công và một điều cực kỳ quan trọng là các bạn không bao giờ làm việc trực tiếp với cái file center này cả file center này là chỉ là cái file lưu trên đấy thôi và không ai làm việc trực tiếp với cái file này ok đấy là về center file hay gọi center model thứ hai là cái thuật ngữ local model hay gọi là local file thì cái cái file này là cái file riêng của mỗi một cái thành viên trong nhóm thì mỗi một cái máy này thì uh, mỗi một thành viên này sẽ lưu một cái file riêng uh, ở các máy địa phương và nó sẽ lưu trên cái ổ của máy này chứ không phải lưu trên cái ổ uh, của server và các bạn lưu ý là cái file này chỉ là cái file tạm thời thôi và khi uh, mỗi ngày các bạn bắt đầu đến làm việc ấy, thì các bạn sẽ phải tạo một cái file local mới từ cái file center này và kể cả khi bắt đầu các bạn tắt revit đi các bạn mở lại uh, Re, mở lên revit lên thì các bạn cũng nên tạo một cái file center, uh, local mới này để các bạn bắt đầu làm việc lưu ý nhé thì đấy mới là cách làm việc đúng đấy, tức là cái file địa phương này các bạn phải luôn luôn tạo mới mỗi ngày tạo mới mỗi lần các bạn mở revit thì nó mới ổn định thì cách làm việc như thế mới ok và các bạn lưu ý là các bạn chỉ làm việc trên cái file địa phương này thôi và các bạn không bao giờ làm việc trên cái file central. Luôn luôn làm việc trên file local, không bao giờ làm việc trên file central. Rồi, tiếp theo là work set. Kỹ thuật ngữ work set thì là work set này thì thường là các bạn có thể đặt tên, nó thường là đặt tên theo tập hợp các cái đối tượng mà liên quan đến nhau. Thì cái cách tạo work set hay là đặt tên work set hoặc là quản lý các gốc này thì các cái thành viên trong nhóm có thể tự tự quản lý tự làm và ngoài những cái gốc xét mà người dùng có thể tạo thì thằng revit nó cũng cung cấp các cái gốc xét thế thằng revit nó cung cấp các cái gốc xét liên quan đến quản lý các family quản lý các cái tiêu chuẩn project vân vân đấy là những quốc xét mà định sẵn và các bạn cũng không cần quan tâm nhiều đến nó và các bạn lưu ý là để chỉnh sửa một cái xét thì cái gốc xét này phải ở chế độ có thể chỉnh sửa được thì nó mới cho phép các bạn chỉnh sửa gốc xét như thế không có nghĩa là gì à, khi các bạn muốn chỉnh sửa một cái phần tử thuộc cái gốc xét đấy thì các bạn không cần phải chỉnh sửa cái gốc xét mà các bạn chỉ cần chỉnh sửa cái phần tử đấy thôi và cái điều này rất là quan trọng và các bạn nếu mà các bạn làm cái người mà quản lý cái người leader ấy, các bạn phải uh, chắc chắn rằng là tất cả các cái thành viên trong team của các bạn ấy phải nắm được cái điều này khi một thành viên trong team mà muốn chỉnh sửa một element thì không cần quan tâm đến là phải chỉnh sửa cái xét. mà cái việc chỉnh sửa element đấy diễn ra một cách uh, trực tiếp và revit nó sẽ hoàn toàn uh, tự động cho phép các bạn chỉnh sửa cái phần tử đấy ví dụ như này khi các bạn muốn chỉnh sửa một element nếu như element đấy mà các bạn có thể chỉnh sửa ngay thì các bạn hoàn toàn có thể làm được luôn còn nếu như thằng cái phần tử đấy mà nó không cho phép bạn chỉnh sửa thì thằng revit nó sẽ tự động nó bật chế độ mượn à, mượn phần tử đấy, đấy từ một cái à, người dùng khác và cái quá trình này sẽ được diễn ra một một cách tự động và khi các bạn mượn phần tử thì các bạn sẽ sở hữu tạm thời cái phần tử đấy đến khi nào các bạn chỉnh sửa xong cái phần tử thì các bạn trả lại cho cái người khác Đấy, thì quá trình này diễn ra một cách tự động và các bạn nhớ là khi bất kỳ cái sự thay đổi nào từ cái file local của các bạn làm việc ấy thì các bạn phải thực hiện cái việc là các bạn đồng bộ những cái thay đổi những cái mà các bạn đã làm được từ cái file local của các bạn các bạn lưu lại lên cái file center để file center này cập nhật Đấy. thì ví dụ người dùng thứ nhất này à, cập nhật vẽ xong thì các bạn cập nhật lên file center thì cái người dùng thứ hai này có thể kéo những cái sự thay đổi mà người dùng thứ nhất cập nhật lên file center về cái máy của mình để xem xem người thứ nhất này đã làm được cái gì. Đấy. Thì đấy là cái tính năng đồng bộ từ cái file local lên file center và cũng như là đồng bộ từ file center về file local. Thì cái quá trình đồng bộ này thì các bạn tất cả các cái team trong một nhóm ấy, à, các cái thành viên trong một team ấy, thì phải à, lên kế hoạch là cái đồng bộ này theo một cái chu kỳ. Ví dụ cứ 20 cho đến 40 phút làm việc chẳng hạn. Thì các bạn phải thực hiện cái việc đồng bộ này lên file center. Đấy phải tập thói quen như thế, tránh là khi các bạn quá nhiều rồi các bạn mới thực hiện cái việc đồng bộ này. Thì cứ khoảng 20 phút chẳng hạn các bạn lại đồng bộ lên một lần để file center nó được cập nhật. Ok, đấy là một số giải thích các cái thuật ngữ cơ bản khi các bạn làm việc trong um, uh, work sharing tức là việc nhóm trong Revit. Thì để các bạn hiểu sơ qua về cách mà thằng uh, revit nó uh, làm việc word thì uh, trong các video sau thì chúng ta sẽ đi thực hành chi tiết hơn thì các bạn sẽ hiểu kỹ hơn về cái phần này hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo